Tên giáo xứ Minh Đức Giáo xứ Minh Đức mừng kính mẹ ngày 13 hàng tháng Vào lúc 11 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2019 Thánh lễ mừng kính Đức mẹ được diễn ra long trọng Mọi người cùng đến hiệp dân thánh lễ rất sốt sắng Trong tình yêu thương và lòng thành kính Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha xứ Phêrô Nguyễn Chí Công đã gặp gỡ bà con giáo dân và kể lại sự tích về bức tượng Đức Mẹ nơi đây tại sao bị cục đầu. Trong dịp này, cha cũng nói đến sự hình thành giáo xứ Minh Đức sau khi gặp gỡ ít phút, cộng đoàn giáo dân cùng với cha xứ lần hạt mân côi với chuỗi kinh năm sự mừng. Đúng 12 giờ, thánh lễ đồng tế mừng kính Đức Mẹ được cử hành. Chủ tế thánh lễ là cha Giacobbe Mai Phát Đạt, chánh xứ giáo sứ Phaolô, tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đồng tế có cha Phêrô Nguyễn Chí Công. Đặc biệt, có đông đảo bà con giáo dân ở nhiều nơi quy tụ về. Trong bài giảng, cha Phêrô kể lại sự việc có một số người hỏi cha rằng Đức mẹ ở chỗ cha có làm phép lạ khóc hay cười gì không? Cha trả lời với họ rằng tượng đức mẹ ở chỗ cha mất đầu rồi, nên cha không thể thấy được có phép lạ như thế hay không. Nhưng cha tin rằng chính sự việc tượng mất đầu, đó cũng là dấu lạ để mỗi người khi nhìn cũng cần phải ngẫm. Cuối thánh lễ, cha giacobe ban -bê phép lành trọng thể cho bà con giáo dân.